Hôm nay mời cả nhà xem chế độ dinh dưỡng của ông xã nha. Ông xã nhà em này, tự nhiên đợt này lại thích ăn mì tôm nên là em lại nấu mì tôm này, chất lượng. Tôm có nha, bảo ngư có nha, rồi rau nấm này. Còn đây là cái cua hoàng đế đấy, lần trước ăn một con mà ba người, hai vợ chồng với em bé không ăn hết nên là em cứ bỏ vào ngăn đông lạnh ấy, đến lúc nào ăn mì tôm thì sẽ lấy ra cho vào một ít cho ngọt nước đó. Rồi tí nữa chín nguyên liệu này rồi thì sẽ cho mì vào. Đấy, mì chín xong thì lại sẽ đập vào trứng nữa. Chất lượng chưa? Chất lượng chưa? Chăm thế này có ai mà chăm bằng ông xã nếu không như em hả? Rồi bây giờ cho mì vào. Đây chính là tô mì hải sản. Bây giờ sẽ mời ông xã ra ăn xem ông xã ăn ngon miệng không cả nhà nha. Đây là tô mì hải sản em nấu cho ông xã đấy ạ. Đấy, cả nhà xem chất lượng không? Hyuna, Hyuna, miên một cô yếu. Hyuna, làm miên một cô yếu. Ồ, tê. Supergalbi, 지글지글하게 구워가지고 좀 먹고 싶다. 갈비, 고기. 갈비? 갈비, 갈비 구워? 구워가지고. LA 갈비? LA 갈비도 좋고. 어디, 그 잘하는 식당이 있을 건데. 아, 지금 라면 먹고 라면 나중에, 나중에. 리뷰 하세요. 어때? 맛있어요? 맛있어. 이거 라면 고급이에요. 그래, 네. 고급이 아주. 킹크랩네. 전복네. 새우네. 계란네. 아주 고급이야. 진짜. 진짜요. 고급이에요. 이렇게 하고 팔면 돈 많이 받아야 돼. 식당 이렇게 못 안 찍 한 번 안 봤어. 망해. 많아? 망해. 많해? 이렇게 하면 손이 나서. 유연아, 이거 좀 먹고요. 배불러. 아까 아이스크림 먹고 같이 뭐야? 과자도. 안 먹고? 나빠. 해줘. 만지기 싫어. Ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem video thì thấy ông xã em đang ăn mì tôm rất là ngon lành đúng không ạ? Đây là ông xã mới đang hồi phục
chưa khỏe mạnh lại 100% như ngày trước đâu anh nhá. Còn đang trong thời gian điều trị uống thuốc nên là vẫn chưa hoàn toàn ăn ngon miệng, nhưng mà đã nhìn miệng ăn rất là ngon lành như thế này rồi thì chứng tỏ là lúc khỏe mạnh ông xã sẽ còn ăn ngon hơn như bây giờ rất là nhiều. Lâu nay cứ để tiếng xấu cho vợ là không biết nấu ăn vụng về nên là ăn uống không ngon miệng. Đấy, mọi người thấy thực ra đó có phải là vấn đề là vợ nấu ăn dở hay không? Người khỏe mạnh thì ăn cái gì cũng ngon. Còn người ốm, người mệt thì đúng nói như có khán giả bình luận ấy. Nghĩa là cơm có rắc vàng thì là cũng không muốn ăn. Hay là trong người đang cảm thấy mệt mỏi, khó chịu thì kể cả có mời đầu bếp khách sạn 5 sao phục vụ bên cạnh thì cũng không cảm thấy ngon lành gì cả. Không ăn được, người mệt mỏi dã rời thì sẽ sinh ra cáu gắt, giận dữ với người khác. Cho nên nhìn ông xã là em rút kinh nghiệm được sau này, dù em ốm đau hay là em già rồi mà cần phải có người chăm sóc, được người khác nấu ăn cho mình thì cũng là một cái may mắn rồi, thì sẽ không chê đồ ăn của người khác, bởi vì lúc đó là do cơ thể của mình không tiếp nhận được thức ăn đó chứ không phải là do người nấu ăn dở. Mà đợi lúc nào khỏe mạnh mình ăn rồi mình mới cảm nhận được đúng cái hương vị của món ăn đó là ngon hay không ngon. Đúng không ông bà cô chú anh chị? Chứ mình đã bỏ công sức rồi tâm huyết để nấu được cái món ăn đó thì cũng là mình muốn cho người dùng bữa ăn được ăn ngon miệng, chứ không phải là cố để mà nấu ăn để người khác không ăn để sau lần sau khỏi phải nấu. Như thế là không phải cái tâm của em. Nên là mình đã nấu ăn mà không được người khác hài lòng này, ăn không ngon miệng này, chê này thì sẽ rất là buồn. Buồn lắm ấy ạ. Này có vẻ như là ông xã đã lấy lại vị giác nên là ăn uống sẽ ngon miệng hơn. Thì em sẽ tranh thủ để trổ tài làm những món ăn ngon cho gia đình, rồi quay lại video cho ông bà cô chú anh chị xem. Nếu khán giả mà yêu mến gia đình và thích xem kênh của em thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho gia đình em ấy nha. Trời ơi, nhiều cái video mà em thấy lượt view xem cao vút nhưng mà chả được mấy người đăng ký. Không biết là mọi người không thích vì lý do gì mà không tiếc một like, tiếc một nhấn nút đăng ký cho gia đình em nhỏ. Buồn quá đi à. Nên là ông bà cô chú anh chị và các bạn đã ghé xem video của em thì hãy cho gia đình em một nút đăng ký nha. Em biết là video của em làm chưa được hay, chưa được trọn vẹn, hình ảnh thì chưa được đẹp. Nên là khán giả xem thì hãy góp ý để cho em là làm cách nào để em có thể cải thiện cho video ngày càng tốt hơn. Thì mong nhận được lời khuyên của khán giả ở dưới comment. Video hôm nay em xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo ạ.